Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 192. Xuất giá. Mùng 8 tháng riêng, ngày hoàng đạo hiếm thấy, thuận lợi cho việc kết hôn và đi xa. Sáng sớm, Thẩm Diệu đã bị Kinh chập và Cốc Vũ đánh thức để trang điểm và chuẩn bị. Nguyên bản Thẩm Diệu cho rằng, trước đêm hôn lễ bất luận thế nào nàng cũng sẽ không ngủ được nhưng thật sự khi ngày đó đến gần, nàng lại ngủ ngon giấc. Đúng là như trở lại không buồn không lo thời thơ ấu. Bởi vì ngủ ngon, khuôn mặt nàng càng thêm tươi tắn, khí sắc cũng vô cùng tốt. Bạch lộ và xương hàng đem đến cho thẩm rượu một ít bánh ngọt tinh xảo, nhỏ nhắn. Bạch lộ nói, cô nương ăn chút điểm tâm để lót dạ, hôm nay lễ cưới dườm già, trên đường không thể bị đói. Rồi bưng lên một bát cháo nhỏ, nói, đây là phu nhân tự tay nấu từ sáng sớm, uống sẽ gặp nhiều may mắn. Thẩm Diệu cầm bát cháo, chậm rãi uống. Trong lòng nàng không khỏi xúc động. Kiếp trước khi nàng gả cho phó tu nghi, là trong cơn giận hờn với gia đình, làm cho thẩm tín cuối cùng phải nhượng bộ. Nhưng hôn sự ấy, nhiều người xem kịch vui hơn là chúc phúc. Là tuyết nhạn lúc đó bị nàng làm tức bệnh, gắng gượng lo liệu lễ cưới, nào còn tâm trí nấu cháo không giống như hiện tại trong phủ từ trên xuống dưới đều vui mừng tận tâm vì nàng mà bận rộn thẩm diệu cảm thấy hôn sự này thực sự tốt đẹp vừa ăn xong la tuyết nhạn bước vào theo sau là một nữ tử trung niên nữ tử này không quá xuất chúng nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt trang phục rất chú ý khiến người nhìn một lần liền nhớ mãi đây là mai nương tử từ định kinh la tuyết nhạn cười nói hôm nay đặc biệt đến làm hỉ nương cho con. Thẩm Diệu hơi ngạc nhiên. Mai Nương Tử là một nhân vật rất nổi tiếng ở Định Kinh, xuất thân từ quan gia nhưng từ nhỏ đã bỏ qua phản đối của gia đình để kinh doanh. Mai Nương Tử kinh doanh yên chi bột nước, xiêm y và trang sức, sản phẩm của nàng được quan gia thiên kim yêu thích vì chất lượng tốt nhất, độc nhất vô nhị. Dù là thương nhân, nhưng không ai coi khinh Mai Nương Tử. Đặc biệt, Mai nương tử có tài trang điểm, từng làm hỉ nương cho một vương phi của Minh Tề, khiến cho vương phi đó trở thành tân nương đẹp nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, Mai nương tử rất kén chọn người làm hỉ nương, chỉ khi có giao tình mới nhận lời. Thẩm Diệu kinh ngạc, cười nói, không ngờ Mai nương tử lại nề mặt như vậy. Mai nương tử cười đáp, "Vương phi đừng nói vậy, ta vừa thấy vương phi đã cảm thấy rất hợp ý, muốn đến để lấy may, mới dám đến." vương phi không chê tay nghề của ta là ta hài lòng rồi thẩm diệu biết rằng thương nhân thường giỏi nói chuyện không tin vào những lời hợp ý này nghĩ hẳn là thẩm tín đã trả giá cao nhưng nghĩ lại mai nương tử không thiếu tiền làm việc chỉ bằng tâm tình đâu cần quan tâm những lợi ích vật chất đang suy nghĩ mai nương tử đã tiến lên cười nói vương phi việc trang điểm rất phức tạp phiền ngài trước tiên thay giá y ta mới có thể bắt đầu La Tuyết Nhạn bận rộn dục Thẩm Diệu đi thay đồ. Thẩm Diệu thay xong xiêm y, trang điểm, đội đầu và đổi đồ đổ trang sức. Mai Nương Tử một bên trang điểm cho Thẩm Diệu, vừa cười nói, ta những năm này đã nhìn qua không ít cô nương. Các quan gia thiên kim tiểu thư đều mua trang sức và son phấn từ ta. Định kinh các tiểu thư ta đều gặp, nhưng không một ai có khí độ bằng vương phi. Nàng cười cười, rồi hướng la tuyết nhạn nói, phu nhân đừng trách ta lắm lời, Vương phi không chỉ giống phu nhân. Phu nhân sang sảng thẳng thắn, vương phi lại ung dung quý phái, so với các quý nhân trong cung cũng hơn vài phần. Nghe người ta khen ngợi nữ nhi mình, La Tuyết Nhạn tự nhiên là cao hứng, nhưng khi nghe nhắc đến trong cung, bà khiêm tốn, nơi nào có tốt như vậy, chỉ là kiều kiều xưa nay trầm ổn, so với cha nàng tiến bộ hơn nhiều. Không thể nói như vậy, Mai Nương Tử nói, có người tuy rằng thân phận cao quý, nhưng trong xương cốt lại không có cái khí chất đó. Khi bỏ xiêm y và đồ trang sức ra thì cũng như người bình thường. Nhưng có người, dù chỉ mặc bố y châm mận, vẫn toát ra vẻ cao quý. Ta thấy vương phi chính là người như vậy. Nàng cười nói tiếp, nhìn là đại phú đại quý mệnh lý. Hôm nay phu nhân cứ yên tâm, vương phi nhất định sẽ không chỉ là bố y châm mận, với giá y và đồ trang sức tốt như vậy, ta Mai Nương Tử sẽ đảm bảo Vương Phi trở thành định kinh đẹp nhất. Thẩm Diệu nghe Mai Nương Tử nói chuyện, cảm thấy bà rất biết cách xem người, bất giác thấy thú vị, liền chú ý nghe các nàng trò chuyện. Trang điểm cho Tân Nương tốn mất nửa canh giờ. Mai Nương Tử cẩn thận dùng từng chiếc bút nhỏ, yên chi tự nhiên nhất, tạo nên hàng lông mày như Tân Nguyệt, môi như cánh hoa. Đặc biệt là đôi mắt, vốn trong suốt như mắt nai con, nay thêm chút ung dung quý phái la tuyết nhạn nhìn thấy bất giác nghĩ con gái mình trông như mẫu nghi thiên hạ mai nương tử cười nói trước mắt vào lúc này không còn chuyện gì lát nữa người đến thiêm trang sẽ đến phu nhân cứ ở đây bầu bạn với vương phi ta đi lấy ít hương liệu mới mẻ cho vương phi bội đeo la tuyết nhạn đồng ý thẩm diệu ngồi trước gương la tuyết nhạn nhìn con gái thiên kiều bá mị vừa cao hứng vừa không nỡ nắm chặt tay thẩm diệu nói kiều kiều hôm nay ngươi lập gia đình, nương có mấy câu muốn nói với ngươi. Thẩm diệu nói, nương cứ nói, con nghe. Nữ nhi thành ra, làm mẫu thân đều muốn dặn dò mấy câu. Khi nương gả cho cha ngươi, ngoại tổ mẫu đã qua đời, nương chỉ có huynh đệ không có tỉ muội mấy cái tẩu tẩu lại tuổi trẻ, không ai nói những câu này với nương. Là tuyết nhạn thổn thức, những câu này đều là nương tự tìm tòi, không biết có đúng không, nhưng vẫn muốn nói với ngươi tướng phu thê xử chi đạo, quý ở thẳng thắn. Ta và cha ngươi nhiều năm như vậy, đối với nhau không có bí mật. Nếu phát hiện đối phương có bí mật, không nên nóng lòng truy hỏi, chờ đợi một chút, hắn sẽ tự nói. La tuyết nhạn từ ái vỗ vỗ tay thầm diệu, nương biết ngươi trầm ổn, đây là chuyện tốt, không dễ bị ảnh hưởng, nhưng tình cảm không phải một chữ nhẫn là có thể giải quyết. Nếu ngươi yêu hắn, sẽ quan tâm từng hành động của hắn, không tự chủ được theo tâm mà làm, không thể trầm ổn mãi. Thẳng thắn, trực tiếp, không nên thẹn thùng, cũng không cần sợ, đó là trượng phu của ngươi, người ngươi sẽ cùng sống một đời. La Tuyết Nhạn dừng một chút, nói tiếp, cảnh hành bảo đảm với ta rằng, sau khi lấy ngươi, sẽ không có thêm tiểu thiếp. Nói thật, ta cũng không tin hắn. Là hoàng thất, trong hậu viện làm sao chỉ có một nữ nhân? Nhưng bây giờ đã vậy, chỉ đành đi tới đâu hay tới đó. Thẩm Diệu cục mắt, lắng nghe La Tuyết Nhạn nói, chúng ta thẩm ra nữ nhi, không ủy khúc cầu toàn. Nếu trượng phu có nữ nhân khác trong hậu viện, người có thể đố kỵ, ghen tuông, cãi lộn, cái gì hiền phụ rộng lượng đều là vô lý. Nếu có ngày đó, người không cần xem hắn là trượng phu, không thể quản lòng người khác, luôn chăm sóc bản thân, nếu muốn hòa ly, cha mẹ cũng sẽ giúp người thẩm diệu đầu tiên là kinh ngạc nhìn la tuyết nhạn rồi bật cười la gia không có tiểu thiếp la tuyết nhạn từ nhỏ đã sống trong một gia đình với quan niệm một đời một kiếp một đôi người nên lời này nghe có vẻ kinh thế hãi tục nhưng với thẩm diệu lại rất ấm lòng la tuyết nhạn luôn quan tâm đến cảm nhận của nàng không để nàng chịu ủy khuất còn người khác thì sao cũng được nghĩ đến đồng thục phi của phó tu nghi luôn yêu cầu nàng hiền lương rộng lượng mới thành thân không lâu đã phải chủ động chiêu La Chắc Phi, sự so sánh thật rõ ràng. La Tuyết Nhạn từ trong tay áo móc ra một quyển sách nhỏ, nói, kiều kiều, cái này. Người giữ cẩn thận, sau khi hôn lễ xong, tìm lúc rảnh rỗi đọc. Thẩm Diệu còn kỳ quái, tiện tay nhận lấy, thuận miệng hỏi, đây là gì? La Tuyết Nhạn mặt đỏ lên, ấp úng nói, người sẽ hiểu. Thấy Thẩm Diệu muốn mở ra, vội đè tay nàng, nói, hiện tại đừng xem. Tối nay khi một mình ngươi đọc." Thẩm Diệu gật đầu, muốn hỏi vài câu nhưng thấy sắc mặt không tự nhiên của La Tuyết Nhạn, đành ngừng lại, mặt ngược lại nóng bừng. "Xuân đồ, nàng chưa từng xem qua. Kiếp trước thành thân toàn bộ thẩm phủ đều bối rối, quyển sách này cũng bị quên mang theo. Ngày thành thân đó Phó Tu Nghi không viên phòng với nàng, càng không nói đến đọc sách này." viên phòng với phó tu nghi đều vội vàng qua loa thẩm diệu chưa từng xem xuân đồ nhưng nghe người ta nói về vợ chồng tân hôn nghiên cứu xuân đồ những điều này nàng chưa từng trải qua không ngờ lần này kết hôn lại những tiếc nuối kiếp trước đều có thể bù đắp la tuyết nhạn cùng thẩm diệu đang có chút lúng túng thì nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến la đàm kéo phùng an ninh đi vào thấy la tuyết nhạn cũng ở đó lên tiếng cô mẫu chúng ta đến mang thêm trang cho tiểu biểu muội đây. Là tuyết nhạn đang lúng túng thấy có người giải vây thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy các ngươi cứ nói chuyện, ta ra ngoài một lúc rồi quay lại. Là tuyết nhạn vừa rời đi, là đàm liền vây quanh thẩm diệu, khen ngợi, tiểu biểu muội, hôm nay ngươi thật sự quá đẹp. Quả thực khiến tiên nữ cũng phải thua kém. Không tệ, phùng an ninh, người luôn soi mói, khó tính, cũng gật đầu, nói, ở Minh Tề xem như là đẹp nhất. Từ khi bị thầm Khâu lạnh nhạt, Phùng An Ninh ít đến thăm, nhưng lần này Thẩm Diệu xuất giá, dù lòng còn e ngại Thẩm Khâu, nàng vẫn lấy hết dũng khí đến. Nghe nói là Mai Nương tử làm hỉ nương cho ngươi." Phùng An Ninh nói, chẳng trách đẹp như vậy, ngay cả ta cũng không nhận ra. Tiểu biểu muội vốn đã đẹp mắt. La Đàm cười hì hì, lấy ra một cháp nhỏ từ phía sau lưng, nói: đây là ta mang thêm trang cho ngươi. Thẩm diệu mở cháp ra, thấy bên trong là một thiết bị bằng sắt, nhưng không biết nó là gì. Trước khi thẩm diệu kịp nói, Phùng An Ninh đã lên tiếng, đây là cái gì? Người mang thứ này cho thẩm diệu, thật khó coi. Người biết gì? Vật này gọi là địa bàn. Là đàm giải thích, không giống với loại chỉ hướng đại khái trong quân doanh, cái này chỉ hướng rất chính xác. Đây là đồ từ đông vực trên biển truyền đến, hiện tại chỉ đội tàu có. Lăng biểu ca mang về 10 cái, để thợ thủ công làm thêm cho quân đội. Ta cầu xin mãi mới được một cái, ngươi không cần thì thôi. Thầm diệu cười, đa tạ ngươi. La đàm biểu môi, ta nghĩ, tiểu biểu mỗi ngươi cái gì cũng không thiếu. Duệ vương lại đưa xính lễ lớn như vậy, càng không thiếu. Đưa đồ trang sức không bằng duệ vương, ta đưa chỉ tự rước nhục chi bằng đưa thứ thực dụng. Cái này địa bàn ngươi cầm, ở đại lương sinh không quen, một ngày nào đó nếu đi lạc, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Thẩm Diệu mỉm cười, ngươi nói có lý, cái này đặc biệt hơn đồ trang sức. Là Đàm đắc ý nhìn Phùng An Ninh, Phùng Đại Tiểu Thư, ngươi mang gì đến, cũng lấy ra cho chúng ta mở mang tầm mắt, nếu là đồ trang sức thì quá mất mặt. Phùng An Ninh chừng nàng, không phục, một địa bàn có gì đáng nói, phùng ra chúng ta cái gì không có, sao lại mang thứ thô tục này. Nàng lấy ra một bình nhỏ từ cháp, nói, nơi này có ba hạt quy nguyên hoàn, đồ của tiền triều đại y nho làm, kéo dài tính mạng, có tiền cũng không mua được. Nàng đặt chiếc lọ vào tay thẩm diệu, nói thêm, tính tình của ngươi không thảo hỉ, ở minh tề có người truy sát, chớ nói chi là đại lương, nếu có chuyện bất chắc, ăn một hạt quy nguyên hoàn, có thể cứu mạng. Chỉ nghĩ ngươi gieo vạ ngàn năm, chắc sẽ sống rất lâu. Thẩm Diệu mỉm cười, đa tạ. Phùng An Ninh lời lẽ cay nghiệt, nhưng lòng tốt. Thẩm Diệu biết quy nguyên hoàn quý giá, phó tu nghi từng dùng một hạt thu mua phụ tá, một hạt viên thuốc đáng giá một nhân tài, đủ biết giá trị. Phùng An Ninh cầm ba hạt, thực sự hào phóng. Phùng An Ninh nghe vậy, vành mắt đỏ, nói, lần này từ biệt không biết đời này còn gặp lại hay không. Người tại Minh Tề không có bằng hữu, ta nhận thức ngươi, không thể để ngươi trên mặt tối tăm, đưa Thiêm Trang cũng không thể không bỏ ra. Nói đến đây, nàng nghẹn ngào, ta không phải không nỡ ngươi, chỉ là cảm thấy đưa ngươi lễ lớn, ngươi không thể cho ta Thiêm Trang, thực sự không có lời. Thẩm Diệu giờ khóc giờ cười, ngươi sắp thành thân, ta sẽ sai người đưa Thiêm Trang cho ngươi, sẽ lúc nào cũng viết thư không để ngươi tặng không phùng an ninh lúc này mới dịu lại chút thẩm diệu nhớ ra điều gì lấy một phong thư từ tay áo đưa cho phùng an ninh hiện tại có một phong sau hôm nay ngươi xem rồi để đại ca ngươi xem la đàm và phùng an ninh đồng thời sững sờ la đàm cười lẽ nào tiểu biểu muội thấy có lỗi với phùng đại ca không đáp ứng cầu thân viết thư tạ lỗi sao lại để an ninh xem đừng động Thẩm Diệu nói, sau này nếu gặp phiền phức, người đến Thẩm Trạch tìm đại ca ta, đại ca sẽ giúp đỡ. Thẩm Diệu nhớ, kiếp trước Phùng Gia kết cục không tốt, Phùng An ninh gả cho người xấu, cuối cùng Hương Tiêu Ngọc vẫn. Bây giờ làm lại, nàng coi Phùng An ninh là bằng hữu, nên nhắc nhở Phùng Gia trong thư. Phong thư này Phùng An ninh đưa ra sẽ bị xem là hồ đồ, nhưng Phùng Tử Hiền đưa ra lại khác. Phùng Tử Hiền là sĩ tử, phùng lão gia tin tưởng tài năng sẽ nghiêm túc phùng an ninh đỏ mặt lầm bầm như vậy hung ai cần hắn giúp lời này thầm diệu không nghe rõ thầm diệu không có tỉ muội bằng hữu ít thiêm trang phần lớn là vì la tuyết nhạn các tiểu thư muốn lấy lòng thầm diệu mới đến đưa đồ phần lớn là đồ trang sức gặp mặt đố kỵ giả hâm mộ giả đều khen ngợi giá y và trang sức của thầm diệu chờ những người đến thiêm trang nói xong, giờ lành đến, đội xe ngựa đón dâu đã đến thẩm trạch. La Tuyết Nhạn và Mai Nương Tử đi vào, Mai Nương Tử che khăn voan cho thẩm diệu, hai tay nàng bị nâng bởi hai người, chậm rãi ra ngoài. Thẩm trạch hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Người ngoài kinh đến xem thẩm gia nữ nhi xuất giá, thẩm trạch bị vây chặt. Dân chúng dồn dập bàn tán. Hôm nay thẩm gia ngũ tiểu thư xuất giá phô trương lớn thật, nhìn xa mã, không giống người bình thường dùng. Nhìn vào túi hương khen thưởng toàn bạc vụn, không phải tiền đồng, có thể thấy gả lễ này không bình thường chút nào. Một người khác chen vào nói, phô trương này không lớn sao? Không chỉ vì thẩm gia vốn đã phong quang, mà còn vì thẩm ngũ tiểu thư gả cho ai, đó là một thân vương đại lương. Nghe nói đại lương thổ địa dồi dào, trước kia không tin, nhưng giờ thì phải tin một thân vương đại lương cưới vợ còn làm long trọng hơn hoàng thượng của chúng ta cưới vợ, phải chăng là đánh vào mặt bệ hạ của chúng ta? Xuyệt, không thể nói lung tung, hiểu là được. Một trung niên phụ nhân lên tiếng, nghe nói đại lương duệ vương đưa sinh lễ tới 99 đài, không biết thật hay giả. Ôi, nhìn kìa, đến rồi. Trong lễ gả ở Minh Tề, có tục đưa xính lễ. Vào ngày thành thân, người ta sẽ mang xính lễ đến nhà mẹ đẻ tân nương để mọi người xem qua cũng để xóm giềng thấy rõ xính lễ càng phong phú nhà gái và nhà trai càng có mặt mũi bởi vậy người ta đôi khi mang những dương chống giả vờ là xính lễ để tặng nhưng hôm nay không phải vậy những đài xính lễ đều là những dương lớn mở rộng cho thấy rõ bên trong là đồ cổ thư hỏa trang sức gia cụ châu báu xiêm y bạc trắng Tất cả đều đầy áp, ép chặt, không hề trộn lẫn. Hầu như làm người nhìn choáng ngợp. Tuy vậy, không ai dám động vào, dù là đạo tặc hung hãn nhất cũng không dám. Vì xung quanh những dương ấy là binh sĩ đại lương, mặc khôi giáp dày, bảo đao thiếp bên người, bước chân chỉnh tề, chỉ cần có ai dám gây rối, lập tức sẽ bị đẩy ra ngoài chém giết. Uy danh hung hãn như vậy khiến người ta không dám đến gần đoàn người tự phát tránh ra một lối, để đội ngũ mang xính lễ thông qua. Có người hiếu kỳ, đếm từng cái một, một, hai, ba, bốn. Đội ngũ dài rằng giặc như không có điểm cuối, đám người hít khí lạnh không ngừng. Mãi đến cuối cùng, có người hô lên, 99 đài. 99 đài xính lễ. 99 đài xính lễ. Khi thái tử cưới thái tử phi, cũng chỉ có 58 đài, này thì hơn hẳn một nửa. Nhưng Duệ Vương chỉ là thân vương đại lương, nếu là hoàng đế đại lương cưới vợ, phải lớn thế nào? Không cần quan tâm hoàng đế đại lương ra sao, thẩm diệu gả cho người còn hơn hoàng đế minh tề. Đám đông kinh ngạc thốt lên, sau hôm nay, thẩm diệu phong quang đại gả sẽ trở thành sự kiện minh tề không ai vượt qua được. Trong đám người, có những thiếu nữ xuân xanh và quan gia nữ nhi đến thiêm trang, đều đỏ mắt nhìn cô gái nào không mong một lần mặt mày rạng rỡ nữ tử luôn có chút hư vinh nhưng ai ngờ thẩm diệu trước đây vụng về không sánh được đường tỷ bị trêu chọc bị định vương khinh thường giờ lại có thể gả được môn tốt thế này phải biết trước đây phó tu nghi lạnh nhạt với thẩm diệu nhưng thẩm diệu vượt khó mà thành bị cả định kinh cười chê nói đến tái ông mất ngựa ai biết không phải phúc chuyện sau này ai có thể nói rõ có người nói trước đây thẩm ngũ tiểu thư ái mộ định vương điện hạ hiện tại trong lòng chắc cũng vui mừng định vương điện hạ thanh giản nếu thẩm ngũ tiểu thư gả cho ngài ấy phô trương này chắc chắn không bằng một phần trăm lời này chúng tai phó tu nghi mặt hắn hiện lên vẻ tức giận nhưng nhanh chóng kiềm chế hắn thanh giản để tạo tiếng tốt chỉ là để có danh tiếng nếu trước đây nghe vậy hắn sẽ vui vì điều đó chứng tỏ hắn thành công nhưng hôm nay Nghe nói thanh giản, Phó Tu Nghi lại sinh ra cảm giác tức giận, như bị so sánh với Duệ Vương. Hôm qua phái đi điều tra vẫn chưa trở lại, Phó Tu Nghi hiểu sự việc có lẽ đã thất bại. Hắn vừa phái người tìm kiếm, vừa bất đắc dĩ tham gia lễ thân sự của Thẩm Diệu. Hắn muốn xem Đại Lương Duệ Vương hung hãn tới đâu. Lại không ngờ, Duệ Vương thật sự dám làm lớn như vậy, càng khiến Hoàng Thất Minh Tề hẹp hòi, như một cái tát vào mặt Hoàng Thất nhưng không thể làm gì vì duệ vương không phải người minh tề quy củ minh tề không quản được hắn hắn nhìn về phía thẩm trạch thấy la tuyết nhạn và mai nương tử nâng thẩm rượu ra thẩm rượu đang vượt chậu than cẩn thận từng bước miễn đốt gấu quần động tác của nàng cẩn thận và chậm rãi như đối xử chuyện này cực kỳ nghiêm túc người xung quanh thán phục giá y của nàng nhưng phó tu nghi lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả Hắn đột nhiên thấy tình cảnh này vô cùng chói mắt. Nhưng tại sao? Với Thẩm Diệu, Phó Tu Nghi có cảm giác kỳ lạ, ban đầu Thẩm Diệu đuổi theo hắn, hắn căm ghét nàng ngu xuẩn, chỉ muốn lợi dụng binh quyền thẩm ra. Sau đó, Thẩm Diệu không còn đuổi theo hắn, hắn mới nhận ra mình không hiểu gì về nàng. Thẩm Diệu không ngu, mà rất rào hoạt. Thẩm gia cũng kỳ quái, rõ ràng là con cờ, không biết từ khi nào đã thoát khỏi tay hắn còn đứng ở phía đối lập. Nhưng điều đó không liên quan đến cảm tình. Phó Tu Nghi trước khi đại nghiệp thành công, không có tâm tư làm lỡ nhi nữ tình trường. Nhưng vào lúc này, Phó Tu Nghi lại có một loại kích động kỳ lạ, muốn một cước đá đổ cái chậu than kia. Hắn mơ hồ cảm thấy tình cảnh này không đúng, như thể có gì đó sai lệch. Khi hắn còn đang cố kiểm chế ý nghĩ vô lý này, trong đám người bỗng nhiên nổi lên một trận xôn xao hắn quay đầu nhìn lại, thấy đám đông tự động tách ra, nhường ra một lối nhỏ. Từ cuối con đường, một người cưỡi ngựa phi nước đại tới. Người đó lôi kéo dây cương, áo bào đỏ thẫm như lửa rực, nhanh chóng phi ngựa tới. Tay áo bay phấp phới, tư thái tao nhã nhưng mạnh mẽ, hầu như muốn trói mắt người xem. Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Người kia dừng ngựa cách thẩm diệu một bước, móng ngựa đột ngột dừng lại, tạo nên một chàng thốt lên từ đám đông. Nam nhân trẻ tuổi ngồi cao trên lưng ngựa, mặt nạ màu bạc bị ánh đỏ của áo choàng phản chiếu. Hắn không nói gì, chỉ cúi người xuống từ trên lưng ngựa, duỗi tay về phía cô dâu mới. Lười biếng, nhưng mang theo tư thái không thể kháng cự, hắn mở miệng. Đến cưới ngươi, thẩm kiều kiều. 193. Ly biệt. Đến cưới ngươi, thẩm kiều kiều. Ngữ khí của hắn hững hờ, nhưng động tác đưa tay lại cực kỳ nghiêm túc, đầy tiêu sái và trương cuồng. Hắn coi thường lễ pháp, như thể thiên địa vạn vật đều yên tĩnh lại, chỉ còn lại hình ảnh nam nhân này khắc sâu trong lòng mọi người, khiến họ không thể nào quên. Mọi người xung quanh đều im lặng. Thẩm diệu bị khăn van che khuất tầm nhìn, không thể thấy gì, chỉ có thể nghe âm thanh từ phía trước. Nàng bản năng ngẩng đầu lên và cảm thấy tay mình bị người nắm lấy có món đồ gì đó được đeo vào đầu ngón tay. Cảm giác lạnh lạnh, nhẹ nhàng chạm vào, nàng có chút mờ mịt. Người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Các đời thân vương đều có nhẫn riêng, tượng trưng cho thân phận và quyền lực, có thể dùng nhẫn để hiệu lệnh thủ hạ. Thân vương có thể đi đến đâu cũng không cần nhẫn này, nhưng chưa từng có ai tặng nhẫn cho người khác. Vậy mà Duệ vương lại trao quyền lực của mình cho thẩm diệu. Với nhẫn này, nàng có thể tùy ý điều động thủ hạ của hắn đây là hành động trao quyền lực tặng cho một nữ nhân tình cảm dành cho thê tử chưa từng được thể hiện mạnh mẽ như vậy những thiếu nữ xung quanh đặc biệt là các tiểu thư đều ghen tị và ngưỡng mộ duệ vương không chỉ mang mặt nạ mà còn tỏ ra phong thái vô hạn thân phận cao quý họ chỉ có thể tự an ủi rằng dù duệ vương có tốt đến mấy thẩm diệu không phải tuyệt sắc giai nhân chắc chắn sẽ bị chán ghét nhanh chóng. Nhưng hành động của Dụệ Vương như một cái tát vào mặt họ, chứng tỏ tình cảm chân thành. Điều này khiến mọi người không thể tin nổi số phận tốt đẹp của Thẩm Diệu. Không ai biết kiếp trước nàng đã trải qua những gì. Sau khi đeo nhẫn, Dụệ Vương khẽ cúi người, hôn nhẹ lên mấu bàn tay Thẩm Diệu. Cảm giác tê tê dại dại trên mấu bàn tay, Thẩm Diệu đoán được đó là gì, không khỏi mặt đỏ lên may mà khăn van che lại người khác không nhìn thấy nàng bối rối duệ vương ngồi dậy mai nương tử vội vàng cười sớm, tiến vào xính lễ nhắc của hồi môn nhắc xong của hồi môn mẫu thân sẽ đích thân uy mới gả nương ăn tê đoàn những viên bánh nhỏ lăn lộn đậu phộng hạt sen hạt vừng ngụ ý sớm sinh quý tử la tuyết nhạn dùng mẫu nhỏ thẩm rượu sốc nhẹ khăn van nuốt viên tê đoàn do mẫu thân uy là tuyết nhạn viền mắt ướt át, kiều kiều, xuất giá rồi, tuyệt đối không nên làm oan ức bản thân. Thẩm Diệu trong lòng cũng xúc động, nói, nương yên tâm. Thẩm Tín quay lưng lau khóe mắt. Ông là một đại nam nhân, là tướng quân chỉ huy vô số binh sĩ, nhưng lại không ngăn được giọt nước mắt. Trong lòng ông tràn đầy khổ sở, cảm thấy như mình nợ Thẩm Diệu rất nhiều. Đặc biệt là sau cuộc nói chuyện với Tạ Cảnh Hành, Ông mới nhận ra đã từng nghĩ rằng đã che chở Thẩm Diệu trong nhà ấm, mà không biết rằng nhà ấm lại đầy chuột bọ và rắn rết. Thẩm Diệu đã tự mình lớn lên trong những năm tháng ấy. Còn chưa kịp bù đắp, Thẩm Diệu đã phải lập gia đình. Từ cô bé ngây thơ đến tiểu cô nương bập bẹ nói, rồi giờ là tân nương xinh đẹp, Thẩm Tín cảm khái rất nhiều. Thẩm Khâu tiến tới, tân nương huynh đệ phải phụ trách đưa tân nương lên kiệu hoa thẩm diệu nằm nhoài trên lưng thẩm khâu hắn đi chậm chậm thấp giọng nói muội muội ngươi quá gầy nếu gả tới đại lương chờ ta gặp lại ngươi nếu gầy hơn hôm nay ta sẽ đến tìm duệ vương tính sổ thẩm diệu bật cười nhất định phải trên lưng ngựa duệ vương nhìn cảnh này mi tâm mạnh mẽ nhảy lên khi thẩm khâu đưa thẩm diệu vào kiệu hoa mai nương tử liền sướng mở ra thiên hạ không gì trọng đại hơn chuyện kết hôn. Người quân tử nghe lời thánh hiền, dù chỉ một bữa ăn, một gáo nước trong ngõ hẹp, không tả nổi yêu sầu, cũng chẳng mất đi niềm vui. Làng quân của chúng ta là như vậy. Ôi, đẹp thay, thẩm gia ngũ nương cũng vậy. Nàng như nữ oa xưa kia, luyện đá vá trời, sáng quắc và biểu hiện vẻ mỹ miều, như hóa thành đóa hoa mỹ lệ. Thật là yểu điệu chi thục nữ vậy trời sinh dân chúng, có vật có thời. Lang quân vẻ đường đường, cử chỉ như chim nhạn, dù gặp phải bao chuyện, vẫn giữ vững tâm hồn. Thẩm gia ngũ nương, người định kinh minh tề, luôn mang trong mình nhu tình dịu dàng hiền thục, cách biệt với sự tục lụy, yêu tự nhiên và giản đơn. Bề ngoài đoan trang, cử chỉ rụt rè có chừng mực, dù là Tây Tử cũng không thể sánh bằng. Hôm nay kết hợp như tần tấn, kết tóc thành vợ chồng, ân ái chẳng rời xa. Nhất dương vừa động, hai họ hài hòa, mừng tam đa, cụ tứ Mỹ, năm đời xương trinh phượng bốc. Sáu lễ hoàn thành, bảy hiền tất tập, tụ hợp tám giả, ca chín cùng, thập toàn không thiếu, vạn điều tốt lành. Một đôi bích nhân lưu danh muôn đời, vô song quốc sĩ đế lương duyên. Lên kiệu hoa, gà hỉ thành. Giọng hát của Mai Nương Tử trong trẻo, hân hoan, vừa cất tiếng hát mọi người đều vỗ tay khen ngợi những người hầu chuẩn bị bên ngoài đột nhiên tung tiền mừng và kẹo ra khiến mọi người đổ xô lên giành lấy miệng nói những lời chúc phúc quả thực vô cùng náo nhiệt thầm diệu ngồi trong kiệu hoa tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhưng có thể nghe rõ ràng những âm thanh náo nhiệt xung quanh làm lòng nàng cũng theo đó mà thấp thỏm nàng tự an ủi mình rằng đây không phải lần đầu tiên lên kiệu hoa có gì phải căng thẳng nhưng vẫn không ngăn được tay nàng run rẩy cúi đầu nhìn ngón tay đeo nhẫn ngọc trắng bóng, nàng không kìm được mà sờ sờ. Bên ngoài, kiệu phu bắt đầu nhấc kiệu hoa. Tạ cảnh hành chọn kiệu phu rất cẩn thận, nên kiệu nhấc rất ổn định, không chút rung lắc. Duệ vương ngồi trên ngựa dẫn đầu, ngựa mang hoa lụa đỏ, hắn tư thái lười nhác nhưng tao nhã, khiến mọi người hoan hô cười đùa. Điều này rất đáng quý, vì Duệ vương không phải người minh tề, hơn nữa quan hệ giữa Đại Lương và Minh Tề rất xáo diệu. Nhưng dân chúng dường như vẫn tôn sùng Duệ Vương, có lẽ vì phong thái tự nhiên của hắn, có lẽ vì vẻ dễ chịu khi nhìn thấy hắn. Tóm lại, đám cưới của Duệ Vương được lòng dân chúng. Phía sau Duệ Vương là kiệu hoa, hai bên là đội xe ngựa của Duệ Vương phủ tung tiền mừng. Hôm nay Duệ Vương quyết định dẫn đội rước dâu đi khắp định Kinh Thành, vùng tiền khắp nơi, thực sự rất tự nhiên sau đó là đội của hồi môn của thẩm gia. Dù không bằng Duệ Vương, nhưng đồ đạc được chuẩn bị cẩn thận, tổng cộng 50 đài, bằng một nửa xính lễ của Duệ Vương. Dù không sánh được với xính lễ của Duệ Vương, nhưng cũng không ít. Thái tử thành thân, thái tử phi của hồi môn chỉ có 42 đài, thẩm gia còn có thêm 8 đài. Điều này chứng tỏ địa vị của thẩm diệu trong lòng thẩm tín phu phụ. Là tuyết nhạn lén nhìn thẩm tín, như vậy có thật sự ổn không? Thẩm tín nói, hắn dám đưa, chúng ta dám nhận. Hắn đưa 99 đài, chúng ta không thể ít hơn mà bị chế diễu. Thẩm diệu của hồi môn 50 đài, trong đó có 20 đài là của Duệ Vương. Một ngày nọ, Duệ Vương đến đưa của hồi môn, từ trang của hồi môn trong cháp rơi ra tờ giấy, là tuyết nhận thấy rõ, đó là tờ khai của hồi môn của thẩm diệu. Duệ Vương biết xính lễ của mình quá mức kinh ngạc, thẩm gia không thể có của hồi môn tương xứng, nên tự mình đưa của hồi môn, dù chỉ 20 đài, nhưng cũng đầy đủ thực tế. Tổng cộng, Duệ Vương đã đưa cho thẩm gia 119 đài của hồi môn. Vì vậy, thẩm khâu mới có ấn tượng tốt hơn về Duệ Vương, dù sao hắn cũng rất hào phóng trong việc thành thân của thẩm diệu. Đường phố đâu đâu cũng rộn ràng tiếng khua chiêng gõ trống. Phó Tu Nghi lẫn trong đám người nhưng không tiếp tục theo sau. Hắn cảm thấy tình cảnh này vô cùng chói mắt, sắc mặt nặng nề, quay lưng kiệu hoa rời đi. Văn Huệ Đế cũng cảm thấy không thoải mái. Hắn đã sớm biết Duệ Vương tổ chức đám cưới long trọng hơn cả Hoàng Đế. Điều này như đánh vào mặt hắn. Duệ Vương càng phong quang, minh tề Hoàng gia càng bị xem thường. Điều khiến Văn Huệ Đế không thích nhất là hắn không muốn hôn sự này nếu không phải duệ vương nắm giữ một số thành trì uy hiếp hắn sẽ không đồng ý hắn không muốn nhưng vẫn phải ban thánh chỉ cho duệ vương thẩm ra quân cờ tuyệt vời này bị phế bỏ văn huệ đế chỉ cần nghĩ đến đám cưới của duệ vương trong đầu hiện lên cảnh duệ vương uy hiếp hắn tứ hôn lồng ngực bị đè nén giận không thể phát tiết hắn không chủ động tìm rắc rối cho mình nên đóng cửa cung trở về dưỡng tâm điện nằm không cho bất kỳ ai quấy rầy. Hôn sự này phải thành tại Minh Tề, Kiệu Hoa cũng phải dạo quanh định kinh thành. Dù thành thân là việc của hai bên, nhưng nhà của Duệ Vương ở Đại Lương, nên Kiệu Hoa phải ra khỏi thành sau khi dạo xong. Nhưng Duệ Vương kiên trì muốn hoàn thành lễ tiết ở Định Kinh. Vì vậy, lễ bái kiến phụ mẫu được cử hành tại Tế Đàn trong Định Kinh Thành. Định Kinh Tế Đàn, nơi thường dùng khi Hoàng đế lập hậu, nay lại trở thành nơi duệ vương lấy vợ, một ngoại lệ được văn huệ đế miễn cưỡng chấp thuận. văn huệ đế dù không muốn cũng đành phải đồng ý. tại tế đàn, mai nương tử cẩn thận đỡ thầm diệu từ kiệu hoa xuống, la tuyết nhạn và thẩm tín ngồi ở đầu kia của tế đàn. bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái. ở minh tề, la tuyết nhạn và thẩm tín tự nhiên là người nhận lễ bái của thẩm diệu và duệ vương nhưng phụ mẫu của duệ vương đã qua đời nhiều năm vì vậy họ chỉ đành ném rượu xuống đất coi như là bái tế cuối cùng là phu thê giao bái lễ thành từ nay thẩm diệu chính thức trở thành duệ vương phi theo chồng về đại lương trong tiếng hoan hô và cười đùa từ xa quý vũ thư đang nói chuyện với người bên cạnh a à, thật không ngờ tam ca thật sự lấy thẩm cô nương hắn thở dài hai năm trước ta đã thấy tam ca có chút không bình thường với thẩm ngũ tiểu thư, không ngờ hôm nay nàng lại thành chị dâu ta. Cũng tốt, ta từng nghĩ với tính cách của tam ca, thường cô nương sợ là không điều khiển nổi, nhưng thẩm ngũ tiểu thư thì khác, có nàng ở đây, ta yên tâm. Người đối diện hắn, ăn mặc như người của Duệ vương phủ, chính là bùi lang dịch dung. Bùi lang cuối cùng đã quyết định theo thẩm diệu về đại lương. Như thẩm diệu từng nói, hắn đã đắc tội với phó tu nghi ở lại minh tề chỉ nguy hiểm thêm có thể còn liên lụy đến lưu huỳnh phó tu nghi có tai mắt khắp nơi bất kỳ lúc nào cũng có thể phát hiện nội tình của hắn tốt hơn hết là mang lưu huỳnh theo về đại lương dứt bỏ mọi rắc rối một phần vì lưu huỳnh phần khác vì bùi lang tự mình muốn vậy khi bùi lang hiểu rõ duệ vương thực chất là tạ cảnh hành điều này chỉ mới xảy ra vài ngày trước trong một đêm ra ngoài hắn tình cờ thấy duệ vương không đeo mặt nạ rõ ràng là cố ý để hắn thấy rõ ràng tạ cảnh hành muốn tỏ rõ thân phận của mình hiện tại bùi lang đã hiểu tại sao duệ vương làm vậy bùi lang từng khuyên thẩm diệu cân nhắc kỹ lưỡng về việc thành thân với duệ vương bởi vì đối với một thân vương của đại lương thẩm diệu vẫn còn hiểu biết quá ít nhưng khi duệ vương chính là tạ cảnh hành mọi chuyện lại khác Tạ Cảnh Hành và Thẩm Diệu đã quen biết và có chút giao tình. Nhìn lên tế đàn, thấy đôi trai tài gái sắc, trong lòng Bùi Lang dâng lên một cảm giác chua xót không tên. Thẩm Diệu là người kiên định, một khi đã nhận định, không ai có thể thay đổi. Như việc nàng ghét phó tu nghi, dù phải mạo hiểm tính mạng, nàng vẫn quyết tâm đối đầu. Bùi lang chuyển ánh mắt sang Duệ Vương, người làm nên tình cảnh lớn như vậy, khiến Minh Tề Hoàng thất bại lui ai dám tin rằng đại lương sẽ an phận ở một góc. Nàng là phượng hoàng bay cao, hắn là rồng thiêng có thể gọi mưa gọi gió. Quý vũ thư nhìn bùi lang, vỗ vai hắn, đồng tình nói, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, bùi tiên sinh không cần quá khổ sở. Khi chúng ta về đại lương, với phong thái của ngươi, chắc chắn có nhiều cô nương quý mến. Ta sẽ nhờ thực dược cô nương giới thiệu tỉ muội cho ngươi dù còn nhớ chuyện bị giam vì bùi lang, nhưng hôm nay thấy bùi lang đau buồn, quý vũ thư không nỡ bỏ đá xuống giếng. Bùi lang cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn bướng bỉnh nhìn đôi uyên ương kia, không chịu rời mắt. Quý vũ thư thở dài một tiếng. Cao Dương hôm nay cũng theo đoàn về Đại Lương. Tuy danh nghĩa là Minh Tề Thái Y, hắn còn phải thu thập đồ đạc. Nếu Văn Huệ Đế biết Cao Dương đã mang hết dược liệu quý về Đại Lương, chắc chắn sẽ tức giận. Sau khi mọi thủ tục hoàn tất, lễ nghi phức tạp đã xong, trời cũng đã xế chiều. Đã đến lúc ra khỏi thành. Thẩm Diệu gả xa, từ Minh Tề Định Kinh ra ngoài, từ đây núi cao nước xa, nàng trở thành người đại lương. Thẩm gia tất nhiên cũng muốn tiễn nàng đi. La Đàm không đi, nói rằng Thẩm Diệu không chịu dẫn nàng theo, sinh hờn dỗi. Mọi người không làm gì được, đành thôi. Tại công chúa phủ, vinh tín công chúa đứng ngồi không yên công chúa điện hạ kiệu hoa của duệ vương đã sắp đến cửa thành người báo tin nói vinh tín công chúa buồn bực phất tay cho người lui ngồi phịch xuống ghế cắn môi bất an bức thư của nàng vạch trần thân phận thực sự của tạ cảnh hành muốn đưa vào hoàng cung cho văn huệ đế đây là trách nhiệm của nàng với tư cách công chúa minh tề từ xưa trung nghĩa khó song toàn Giữa tình thân và quốc gia chỉ có thể chọn một. Tạ Cảnh Hành và Vinh Tín công chúa tất nhiên có tình cảm sâu đậm hơn cả mẹ con, nhưng khoảng cách giữa hai quốc gia khiến tình cảm này không thể thuần túy. Nếu vì điều này mà Tạ Cảnh Hành chết, Vinh Tín công chúa sẽ đau khổ, nhưng nếu không làm gì để ngăn chặn và để Tạ Cảnh Hành mang bí mật về Đại Lương, nàng sẽ hối hận. Vì vậy, trong thời khắc quyết định, nàng chọn cách tự mình chấm dứt tình cảm và sự quyến luyến này. Khi thân phận của Tạ Cảnh Hành bị bại lộ, Vinh Tín công chúa biết rõ hậu quả đối với hoàng huynh của mình. Mặc dù Đại Lương có thể không làm gì để Tạ Cảnh Hành phải chết, nhưng việc hủy hoại danh tiếng và để hắn chịu vạn người chửi rủa là hoàn toàn có thể. Gánh vác ô danh như vậy, ngay cả khi trở về Đại Lương, cuộc sống của Tạ Cảnh Hành cũng sẽ không dễ chịu. Vinh Tín công chúa chọn dùng thư tín để nói rõ mọi việc thay vì gặp trực tiếp Văn Huệ đế. Có lẽ để cảm thấy rằng mình không trực tiếp phản bội Tạ Cảnh Hành. Như thế, nàng cảm thấy ít nhất mình không phải đối diện trực tiếp với sự phản bội này. Nhưng tại sao đến giờ Văn Huệ Đế vẫn chưa hành động? Đoàn xe cưới đã sắp đến cửa thành, Thẩm Diệu sắp từ kiệu hoa bước xuống, lên xe ngựa cùng Tạ Cảnh Hành rời định kinh về Đại Lương. Sự chậm trễ này không giống tính cách của hoàng huynh nàng. Trong lòng Vinh Tín công chúa dâng lên sự nghi ngờ và bất an nhưng nàng không thể bước ra ngoài xem đã xảy ra chuyện gì. Nàng không đủ can đảm đối mặt với tạ cảnh hành, hoặc có lẽ là không còn mặt mũi để đối diện. Lại đi thăm dò một chút, nàng ra lệnh cho một thủ hạ khác. Kiệu hoa của Duệ Vương Phi đã đến cửa thành, mai nương tử hoàn thành nhiệm vụ hỉ nương, kinh chập và cốc vũ đỡ thầm rượu xuống. Thẩm tín và la tuyết nhạn dặn dò thầm rượu, đại lương và minh tề không giống nhau, đến nơi đó nhớ chăm sóc bản thân giữ ấm khi lạnh và phải viết thư về nhà nếu gặp khó khăn nhất định phải nói cho chúng ta biết thẩm tín quay sang nói vài lời với tạ cảnh hành họ đều hiểu rõ thân phận của đối phương tạ cảnh hành thẳng thắn thẩm tín cũng dành cho hắn một sự tôn trọng mới căn dặn hắn chăm sóc thẩm diệu không để nàng bị bắt nạt ở đại lương tạ cảnh hành tất nhiên đáp lại Thẩm Khâu giữ dàn uy hiếp rằng nếu lần sau thấy Thẩm Diệu gầy hay tiểu tụy, hắn sẽ mang Thẩm Gia Quân đến san bằng Duệ Vương Phủ. Duệ Vương chỉ khẽ hư một tiếng. Nếu không phải La Tuyết Nhạn ngăn cản, Thẩm Khâu có lẽ đã đánh nhau với tạ cảnh hành. Giờ lành đã đến, Thẩm Diệu lại cùng Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn nói thêm vài lời. Bây giờ nàng sắp rời định kinh, nhiều chuyện của Minh Tề dù muốn quản cũng không thể, đành căn dặn vài câu là tuyết nhạn lau nước mắt, nói, Kiều Kiều, nhất định phải viết thư về. Rèm xe ngựa được hạ xuống, đoàn xe thật dài bắt đầu di chuyển, thị vệ lần lượt tiến lên, gánh những món của hồi môn nặng nề, khí thế đồng loạt tiến về phía trước. Tạ Cảnh hành cưỡi ngựa đi đầu, thường xuyên dừng lại để nói chuyện với Thẩm Diệu qua màn xe, trêu chọc đến mức Kinh chập và Cốc Vũ không ngừng cười. Đường xá xa xôi, từ Minh Tề đến Đại Lương cần mấy tháng lộ trình. Kiếp trước Thẩm Diệu cũng từng từ định kinh ra đi, nhưng là để đến Tần Quốc. Khi đó, nàng ngồi trên xe ngựa không thoải mái, ít người hầu và cung nữ, không ai che chở hay nói chuyện cùng nàng như bây giờ. Mơ hồ, Thẩm Diệu cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Đến trạng vạng, đoàn xe tìm chỗ nghỉ chân, nhưng đột nhiên dừng lại. Thẩm Diệu căng thẳng, nghĩ đến khả năng gặp đạo tặc tuy nhiên với võ công cao cường của Tạ Cảnh Hành và đông đảo nhân số nàng không lo lắng thẩm Diệu lực bỏ khăn voan nhấc màn xe lên kinh chập và cốc vũ kinh ngạc thốt lên nàng đã nhảy xuống xe ngựa trước mặt Tạ Cảnh Hành đang ghim ngựa đối diện một người mặc đấu bồng màu đen dẫn ngựa chặn đường người đó cất tiếng huynh đệ có phải nợ ta một bao tiền mừng đó là âm thanh của Tô Minh Phong hắn mặc đấu bồng để che giấu không sợ bị phát hiện tạ cảnh hành tung người xuống ngựa tiến tới gần tô minh phong tô minh phong rút từ ngực áo ra một phong thư đột ngột ném vào ngực tạ cảnh hành của ta quà tặng rồi hạ giọng công chúa phủ gửi tin bị ta đè xuống ta biết tạ cảnh hành mỉm cười nhưng vẫn cảm ơn ngươi tô minh phong sững sờ lập tức phẫn nộ ngươi biết đúng rồi người tay mắt thông thiên nhất cử nhất động của công chúa phủ đều không thoát khỏi mắt ngươi coi như ta không đè xuống phong thư ngươi cũng có cách lấy đi tạ cảnh hành không tỏ rõ ý kiến ngươi thật đáng ghét tô minh phong túm lấy cổ áo tạ cảnh hành định đánh nhưng thiết y và những người khác không can thiệp tô minh phong bỗng buông tay tức giận nói khốn nạn tạ cảnh hành nhíu mày ngươi đến đưa ta ta rất cao hứng. Tô Minh Phong trầm mặc, một lát sau nói, một lần cuối cùng. Một lần cuối cùng đến đưa ngươi. Hắn ngẩng đầu, trung nghĩa không thể song toàn, nhưng lần này, ta vẫn chọn nghĩa khí. Sau lần này, chúng ta không còn là huynh đệ. Ta biết ngươi dự định, không cần khuyên ta. Ngày sau gặp lại, chúng ta sẽ là địch thủ, không còn tình cảm ngày xưa. Hắn nghiêm túc từng chữ, nhưng hiện tại, người vẫn là huynh đệ của ta. Trên đời có những chuyện làm người ta bất đắc dĩ, vận mệnh đưa đẩy biến thân nhân thành địch thủ. Người muốn đạt được gì đó, tất yếu phải từ bỏ một số thứ. Nhưng tình cảm quý giá nhất lại là thứ khó từ bỏ nhất. Thẩm Diệu nhìn thấy trước mặt hai nam nhân trẻ tuổi, tưởng như thấy hình ảnh của những năm trước, khi họ còn là những đứa trẻ, cùng dạo chơi, đùa giỡn. Tô Minh Phong chậm rãi rỗi tay, đặt nắm đấm trước mặt Tạ Cảnh Hành. Đó là động tác của hai người khi còn bé, chứng tỏ tình huynh đệ. Tạ Cảnh Hành nhìn hắn, mỉm cười, cùng đụng nắm đấm với hắn. Tô Minh Phong cười ha hả, thoải mái. Hắn vươn mình lên ngựa, quay đầu nói, "Hôm nay qua đi, chúng ta không còn là huynh đệ. Nhưng dưới ánh mặt trời chưa lặn, mặt trăng chưa lên, chúng ta vẫn là tri kỷ." Hắn giáp bụng ngựa, con ngựa hí dài rồi quay đầu ngựa, xoay người đi. Hôm nay ta chúc mừng ngươi, từ nay về sau, áo cơm vô yêu, con cháu đầy nhà. Khách quý đông đúc, vạn thọ vô cương. Tiếng cười sang sảng của hắn dần tan biến trong ánh tà. Dương, chỉ còn lại bóng lưng mờ dần. Tạ cảnh hành mang nụ cười trên môi, nhưng mặt mày dần lạnh lùng, lần thứ hai lên ngựa dơ roi. Xuất phát, phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn